Bảo tàng Carlos Manuel de Cebres ở tỉnh Granma được đặt theo tên của người được coi là cha của nước Cuba độc lập. Nơi đây cũng đã được lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tới thăm. Cách xa thủ đô La Habana gần 500 km, tin tức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời vẫn được những người trong bảo tàng, từ giám đốc đến nhân viên, tường tận. Nhân dân Cuba nói chung và những nhân viên đang làm việc tại bảo tàng cảm thấy đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay là ngày dành cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, là một ngày khác so với những năm trước, vì đất nước Cuba, Đảng và Nhà nước và nhân dân rất buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sóng sau xô sóng trước. Những sử gia như ông Victor Alexandro hiểu rõ quy luật của tạo hóa và thời gian. Cũng bởi thế, ông nhận thức rõ sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người giờ đây sẽ chỉ còn hiện diện nơi những trang sử với những đóng góp to lớn cho quan hệ hai nước. Chúng tôi cảm nhận được sự đau buồn của nhân dân Việt Nam. Từ Cuba, chúng tôi luôn tưởng nhớ tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Từ những nông trường xa xôi đến những đường phố nhộn nhịp ở thành phố Santiago de Cuba, là quốc kỳ Cuba được hạ xuống một phần. Cảm thông và chia sẻ là cảm xúc chung của những người bạn Cuba khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn, người đồng chí của nhân dân Cuba đã ra đi. Mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam đã được José Martí nhắc đến từ thế kỷ thứ 19. Mối quan hệ này đã được thiết lập cùng thời điểm cách mạng Cuba thành công. Và câu nói của Fidel, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chúng tôi luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta. Nhân dân Cuba cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Granma, cho phép tôi được chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người anh em của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel, người luôn hỗ trợ, đoàn kết với nhân dân Cuba. Tình cảm của đồng chí luôn ở trong trái tim chúng tôi. Cuba đang trong những ngày để tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những ngày này, trên khắp đất nước Cuba, từ thủ đô La Habana cho đến dãy núi Sierra Maestra, dãy núi cao nhất Cuba, cái nôi của cách mạng Cuba, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ nét những tình cảm và niềm tiếc thương mà người dân Cuba dành cho sự mất mát lớn của nhân dân Việt Nam.